Chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay xin được tiếp tục với phần tin thế giới với những nội dung đáng chú ý sau đây. Bên lề đối thoại Shangri-La 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Úc và Trung Quốc tổ chức cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau 3 năm. Những ngày nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, điều đặc biệt quan trọng đối với người dân Nga hiện nay là sự đoàn kết. Ngày 12 tháng 6, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc gọi tắt là JCS cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều loạt đạn từ các hệ thống pháo phản lực khác nhau. Trong một tin nhắn gửi báo giới, JCS cho biết đã phát hiện một số đường đạn được cho là từ các vụ bắn được tiến hành trong khoảng thời gian từ 8 giờ 7 phút tới 11 giờ 3 phút sáng ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, tin nhắn không cung cấp thông tin chi tiết. Theo JCS, quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát các hoạt động của phía Triều Tiên, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ, duy trì tư thế sẵn sàng. Vụ việc diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông. Triều Tiên tiến hành vụ phóng này sau khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất đợt tập trận chung quy mô lớn kéo dài 3 ngày, trong đó triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân được triển khai tham gia một cuộc tập trận chung của hai nước đồng minh. Xin được chuyển sang thông tin xung quanh đối thoại Shangri-La, Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á diễn ra tại Singapore. Thưa quý vị, bên lề đối thoại, hôm qua Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tổ chức cuộc gặp song phương lần đầu tiên sau 3 năm. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles nhấn mạnh, quan hệ giữa Úc và Trung Quốc rất phức tạp, do đó cuộc gặp là cơ hội quan trọng để hai bên trao đổi thẳng thắn và đầy đủ về những quan ngại của nhau. Ông cũng cho biết vụ máy bay tuần tra của nước này chạm trán máy bay chiến đấu Trung Quốc trong không phận quốc tế cũng như những lợi ích quan trọng của Úc ở Thái Bình Dương là những quan ngại mà ông đã nêu với phía Trung Quốc. Ông Marles cho biết chính phủ mới ở Úc đang nỗ lực giải quyết những khó khăn trong quan hệ với Trung Quốc với tinh thần thận trọng. Mặc dù cách tiếp cận của chính quyền mới sẽ mềm mỏng hơn, song sẽ không có những thay đổi về bản chất lợi ích quốc gia của Úc. Quan hệ giữa Úc và Trung Quốc bị đóng băng, thậm chí trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, sau khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và cấm tập đoàn viễn thông Huawei xây dựng mạng 5G của Úc. Ở diễn biến khác, Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Sương hôm qua đã lên tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đưa ra cảnh báo tại đối thoại Shangri-La 2022. Theo Reuters, ông Tô Trinh Sương nói rằng Đài Loan không muốn đóng cửa đối với Trung Quốc và sẵn sàng tiếp xúc với Trung Quốc, nhưng dựa trên cơ sở bình đẳng và không có điều kiện chính trị tiên quyết. Ông cho biết thêm, đối với tình trạng Trung Quốc quấy rối Đài Loan bằng máy bay quân sự, tàu chiến và sự đàn áp vô lý và những hành động chính trị, bên vô lý nhất là Trung Quốc. Gần đây, Trung Quốc thường xuyên cho máy bay quân sự bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan. Ông Tô đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore rằng Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng nhằm ngăn chặn Đài Loan tuyên bố độc lập. Ngày 12 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng công dân nước này như ngày nước Nga, tức Quốc khánh Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng đối với người dân Nga hiện nay là sự đoàn kết. Trong tuyên bố, ông Putin nêu rõ, tôi chúc mừng các bạn và tất cả công dân nhân ngày nước Nga, ngày lễ vinh danh đất nước, quê hương của chúng ta, với niềm tự hào về lịch sử, niềm tin vào tương lai của đất nước. Hôm nay chúng ta đặc biệt hiểu rõ tầm quan trọng của sự đoàn kết đối với tổ quốc, xã hội và mọi người dân. Tổng thống ghi nhận giá trị và sức mạnh của các truyền thống hàng thế kỷ và nền tảng tinh thần ngày càng phát triển mạnh mẽ trong suốt lịch sử của đất nước Nga và được tổ tiên để lại trong di sản. Thưa quý vị, Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga hôm qua thông báo đã chuyển 41,9 triệu mét khối khí đốt đến trạm Sousa của Ukraine, để từ đó tiếp tục chuyển tới các nước châu Âu. Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Gazprom Sergei Kubryanov cho biết, Gazprom cung cấp khí đốt của Nga qua trạm Sousa với số lượng được phía Ukraine xác nhận là 41,9 triệu mét khối ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, việc chuyển khí đốt qua trạm Sokaranovka đã bị từ chối. Sousa vẫn là trạm duy nhất trung chuyển khí đốt của Nga đến các nước châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Trước đó, công ty vận chuyển khí đốt Ukraine cho biết, từ ngày 11 tháng 5 chấm dứt trung chuyển khí đốt vào châu Âu qua trạm Sokaranovka với lý do không kiểm soát được trạm cửa khẩu này do xung đột với Nga.
Gazprom sau đó cho biết về mặt kỹ thuật không thể chuyển toàn bộ khối lượng khí đốt qua trạm Susa, song tập đoàn này vẫn cung cấp khí đốt cho các khách hàng châu Âu theo các nghĩa vụ trong hợp đồng. Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thay thế thương hiệu McDonald's ở Nga đã bắt đầu hoạt động với tên gọi Vkusno Itoka, tạm dịch ngon thế thôi. Cửa hàng tại quảng trường Pushkin ở Moscow, nơi cửa hàng đầu tiên của McDonald's khai trương năm 1990, mở cửa vào trưa ngày 12 tháng 6. McDonald's đã dừng hoạt động các cửa hàng ở Nga hôm 14 tháng 3 trước khi tuyên bố rút khỏi thị trường nước này ngày 16 tháng 5. Ba ngày sau đó, doanh nhân Nga Alexander Govo đã mua lại toàn bộ 850 cửa hàng thuộc thương hiệu này. McDonald's cho biết theo các điều kiện mua bán, ông Govo đồng ý giữ lại các nhân viên của các cửa hàng trong ít nhất 2 năm và thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp, chủ nhà và các tiện ích. Công ty công nghệ thực phẩm của Mỹ Eat Just đang xây dựng trung tâm nuôi cấy thịt gà trong phòng thí nghiệm lớn nhất châu Á tại Singapore. Cơ sở dự kiến khai trương vào đầu năm sau sẽ sản xuất thịt gà dựa trên tế bào cũng như nghiên cứu các loại protein thay thế khác. Với Singapore, đây là bước tiến trong an ninh lương thực. Món gà viên này khi quan sát và nếm thử có vị không khác gì thịt gà thông thường. Thực tế đây là thịt gà được nuôi cấy bằng cách cung cấp chất dinh dưỡng để tế bào phát triển. Công ty công nghệ thực phẩm Eat Just sẽ xây dựng một tổ hợp sản xuất và nghiên cứu và phát triển R&D trị giá 61 triệu đô la Singapore tại JTC Bidoc Food City. Theo phía công ty, mỗi năm họ có thể tạo ra hàng ngàn ký thịt gà nuôi cấy tại đây. Ông Joe Tedrick, giám đốc điều hành Eat Just cho biết, chúng tôi đã được cấp phép và bán ra thị trường, hiện chúng tôi sẽ mở rộng quy mô thị trường. Chúng tôi muốn có thêm nhiều nhà hàng, hệ thống bán lẻ. Và bước thứ ba là xây dựng và mở rộng cơ sở sản xuất. Năm 2020, Eat Just trở thành công ty đầu tiên bán thịt gà nuôi cấy trong phòng thí nghiệm ra thị trường. Theo công ty, việc có cơ sở sản xuất ở Singapore sẽ đáp ứng được nhu cầu thịt gà trong nước và giảm giá sản phẩm. Bộ trưởng Bộ Phát triển Bền vững và Môi trường Ray Fu cho biết đây là bước đầu nhằm giảm 30% nhu cầu thịt nhập khẩu của Singapore trước năm 2030. Bà nói, Singapore sẽ hợp tác với các công ty nông nghiệp và thực phẩm cũng như các trung tâm nghiên cứu để xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ nông nghiệp thực phẩm của mình. Tôi rất vui khi các công ty sẽ tiếp tục phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới và mở rộng quy mô sản xuất thịt nuôi cấy. Mục tiêu tiếp theo của Eat Just là thịt bò nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Thưa quý vị, đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội với tỷ lệ mong manh, 211 phiếu thuận và 148 phiếu chống. Cuộc khủng hoảng hiến pháp có thể khiến ông từ chức đã được ngăn chặn. Nhưng chính sự mong manh này cho thấy những vấn đề nghiêm trọng đối với ông Johnson ở phía trước. Vấn đề lớn là Thủ tướng Johnson vẫn phải đối mặt với cuộc điều tra của Hạ viện do công chức cấp cao Sue Gray dẫn đầu, xem liệu ông có đánh lừa Quốc hội về mức độ và phạm vi của các bữa tiệc tại nơi ở của ông trong thời gian nước Anh áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt để chống dịch hay không. Ông Johnson đã bị cảnh sát phạt, nhưng cuộc điều tra vẫn chưa được kết luận. Ủy ban đặc quyền của Quốc hội chịu trách nhiệm điều tra, có thể đề xuất các biện pháp trừng phạt, chẳng hạn như đình chỉ nhiệm vụ của ông Johnson tại Quốc hội. Một vấn đề khác là, nhìn cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho thấy mức độ ủng hộ mà Thủ tướng Johnson có thể tin tưởng cho các chương trình của chính phủ. Trong Quốc hội 650 ghế, cuộc bỏ phiếu hôm thứ Hai cho thấy chỉ 211 thành viên Quốc hội tín nhiệm ông với tư cách Thủ tướng. Điều này cho thấy các đề xuất của chính phủ sắp tới có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc nhận được sự ủng hộ của đa số. Ông Johnson không còn có thể coi đa số là điều hiển nhiên nữa. Nhiệm kỳ Quốc hội hiện tại đã qua được một nửa. Trong thời gian tới, nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng không nên đánh giá thấp một chính trị gia như ông Johnson. Trước mắt ông là chướng ngại nghị định thư Bắc Ireland đặt ra. Vương quốc Anh đến nay vẫn loay hoay xử lý các vấn đề hậu Brexit, như mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và EU, sự ủng hộ dành cho London bị suy giảm ở Scotland và xứ Wales. Tất cả những điều này cùng với sự gia tăng chi phí sinh hoạt, chính sách thuế càng khiến chặng đường phía trước của Thủ tướng Johnson gập ghềnh hơn. Một cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn vào thứ Hai, ông Johnson tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng của mình, nhưng rất khó để thấy chính phủ của ông có thể định hình chương trình làm việc.
Thực tế, các thủ tướng Anh kể từ năm 1974 đều lên nắm quyền hoặc rời nhiệm sở, hoặc cả hai, giữa các cuộc tổng tuyển cử. Làm thế nào để Thủ tướng Boris Johnson thiếu đa số có thể vượt qua thực tế này để kết thúc nhiệm kỳ là câu hỏi khó mà chỉ chính ông mới có thể trả lời.